Hello cả nhà. Hôm qua còn bị lỗ like cả nhà rồi. Sáng cà phê định vừa vô rồi, nạp lên điểm rồi luôn đó. Chuẩn bị bán thiện, vợ điện kêu về có một chuyện rồi nghỉ luôn. Giờ này mới rảnh đi chơi được. Hôm qua bị lỗ ít nha cả nhà, lỗ 1 triệu. Chung là bữa giờ mình cũng còn rồi. Bữa chơi lại tới giờ nha, không phải giờ mà lời nha. Cái này thì lâu dài thì khó lời lắm. Thì mấy anh thọ ăn thì ok. Không chết con gì luôn. Gì ghê vậy.